ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nam 56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2018, Hoàng Đình Nam nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị Hải, giáo viên mầm non một trường trên địa bàn huyện, có quan hệ với người khác nên Nam đã gắn thiết bị định vị vào xe vợ để theo dõi. Bị cáo Nam tại phiên tòa. Ngày 28 tháng 3 năm 2019, khi kiểm tra phần mềm định vị, Nam thấy xe vợ mình ở khu vực đồi núi của xã Nam Giang, cách xa trường nơi làm việc nên đã nghi ngờ đi với người tình. Nam sau đó đi mua một bộ quần áo ràng ri, một con dao gọt hoa quả và mặc hóa trang vào rồi đi đến vị trí đã định vị để tìm vợ. Khi đến nơi, Nam thấy xe máy của vợ gửi trong một kiosk ven đường nhưng không thấy người nên đã đứng bên kia đường đợi. Hiện trường xảy ra vụ việc. Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Bùi Hữu Thành Đờ, 65 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, là giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn, điều khiển xe ô tô chở chị Hải đi từ hướng thành phố Vinh về. Khi xe ô tô dừng lại bên đường, chị Huyền bước xuống xe. Thấy vậy, Nam liền chạy đến mở cửa sau ô tô rồi leo lên ghế sau ngồi. Từ ghế sau, Nam không biết ở ghế là ông Đờ. Vì quá bực tức, Nam đã quàng tay qua cổ ông Đờ. Tay còn lại rút dao đâm một nhát trúng bụng. Bị đâm, ông Đờ quay người lại nhìn Nam rồi nói mi dám a. Lúc này Nam mới nhận ra ông Đờ là người hàng xóm nên cầm dao đâm tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bị cáo Nam gầy rộc, tóc bạc sau 6 tháng bị tạm giam. Chiếc xe ô tô sau đó trôi tự do và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây. Sau khi gây án, Nam tiếp tục xuống xe dùng dao rạc vào tay, cổ chị Hải. Nam sau đó bỏ trốn và đến 16 giờ cùng ngày thì lên công an đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Nam tỏ thái độ ăn năn hối cái. Nam nói do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã theo dõi. Nam khai chỉ có ý định đe dọa chứ không có chủ đích giết người. Nam sau đó cũng quay lại gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội giết người. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng được trừ đi 55 triệu đồng đã đền bù trước đó,